Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành công văn yêu cầu chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội chủ động phối hợp ngành y tế triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đặc biệt tập trung vào các khu vực có số ca mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch. Theo đó, ngành y tế chủ động và phối hợp Ủy ban Nhân dân cấp huyện, sở ban ngành theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh, lấy mẫu xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh, củng cố các đội chống dịch cơ động. Đồng thời tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân, đặc biệt lưu ý những ca bệnh nặng nhằm hạn chế thấp nhất tử vong, thực hiện tốt phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và phòng chống dịch bệnh trong các tình huống. Đặc biệt khuyến cáo người dân thực hiện ba sạch, ăn sạch, uống sạch, ở sạch, đảm bảo bàn tay sạch và đồ chơi sạch. Tổ chức chiến dịch rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với ngành y tế, tổ chức truyền thông tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non về bệnh tay chân miệng và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo các cơ sở giáo dục đào tạo có đủ phương tiện để thực hiện rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay thường xuyên, đúng cách, thuận tiện, thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục đào tạo, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời.